Đây là cái dàn giáo điện, chiều cao 4m. Dàn giáo có chiều cao tỉnh là 2m8, chiều cao cao nhất là 2m8 và chiều cao nâng được là 4m. Dàn này có bề ngang là 75 và dài là 1m rưỡi. Rồi giờ cách hoạt động là mình sẽ cấp điện cho nó, cấp điện 220. Đồng thời mình sẽ khóa tất cả các bánh xe chân lại và mình sẽ bung những cái chống nghiêng ra cho như cái vàng nha. Thì cái chống nghiêng này là tiệm thiết kế một cái đế chống lún. Đây là cái đế chống lún à, và ở đây mình có chốt giữ lại. Thì đế giữ lại xong mình sẽ có cái bộ phận là bộ phận cảo. Mình sẽ có cái cảo cho cứng rồi ha. Quy trình lắp đặt cũng khá là nhanh. Khoảng tầm 5 phút, 50 phút gì đó là chúng ta có thể lắp xong cái dàn chống. Ở đây mình thiết kế hai cái lan can. Hai lan can này có thể tháo rời được. Hai lan can này có thể tháo rời được tại vì nó có cái khớp ở đây. Mình chỉ thả vô thôi là mình có thể tháo rời được rồi. Nên mình tháo ra. Anh giật mạnh lên cái. Đấy. Ví dụ nó vướng bên nào thì mình sẽ tháo bên đó ra để cho nó ấy vướng. Đó. Rồi mình giữ một mặt còn một mặt mình ấy cũng được, còn không mình giữ hết hai mặt thì mình gáp lại. Ở trên mình thả xuống lỗ. Rồi. Thì trên cái dàn tiệm sắt cho khoát có thiết kế cho khách hàng tiệm là cái bộ chốt khóa an toàn khẩn cấp. Trong trường hợp sờ cắp chủ này nó đứt thì chốt khóa này nó sẽ bung vào những cái rãnh được cắt CNC ở đây. Để nó gài cái dàn lại không cho cái dàn bị tuột á. Thì cái đó là vừa dự phòng thôi, chứ bình thường mình đang sử dụng cấp Nhật 8 ly này thì nó cũng khá là ok rồi. Mỗi bên đều có hết nha, bên đây cũng có hai sợi dây chủ nó kéo cái dàn lên thì giờ là mình thiết kế hai bên đều có hết. Rồi giờ mình sẽ nâng cái dàn lên ha. Mình sử dụng cái tay bấm remote điều khiển từ xa không dây nha. Mình sử dụng bằng tay điều khiển từ xa không dây. Rút ra ghim lại bị ngược rồi. Rút ra ghim lại đi, cái chui ba cháu đúng không? Hay ba cháu hay hai cháu? Ngược. À đúng rồi. Cái dàn tiệm sắt cho phát chạy nó mượt và im nha, nó không có bị bên cao bên thấp. Vì lý do là tiệm sử dụng cái lô chế. Đây cái lô là bên tiệm sắt cho phát tự chế á. Cho nên là cái hành trình của lô nó rất là dài, nó không có bị chồng chéo nhiều á, nên là nó sẽ không có bị
xong có bị nghiêng ngã lúc nâng, nó lên rất là đều. Chiều cao nâng hạ tối đa từ mặt đất cho tới cái sàn nâng của cái dàn này là 4 mét. Tất cả sợi cáp bên tìm sắt đi là đều là sợi cáp 8 ly hết. Tất cả đều là cáp 8 ly. Cáp này là cáp Nhật đã bôi mỡ trơn rồi. Để em cho mọi người coi nha. Cho anh mượn remote. Cái này phục vụ vào công việc mình sửa chữa đồ đạc trong nhà hay là mình làm gì đó nó cũng ok, nó thay thế cái than chữ A rất là tốt nha, rất là hiệu quả. Em đi mà chạy em lên vào trong anh không anh chỉ quán nhá.